cô gái. Em đang là sinh viên, cần một người có thể chu cấp cho em 20 triệu một tháng. Em sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Chàng trai: Làm gì cũng được hết sao? Cô gái: Đúng rồi anh ạ. Chàng trai: Vậy mỗi tháng em đưa cho anh 21 triệu là được. Anh không cần những thứ khác. Cô gái: Cút. Bố mẹ cãi nhau, con trai thấy vậy liền hỏi: Sao mẹ lại giận bố như vậy? Mẹ: Đáng nhẽ từ đầu mẹ không nên cưới bố con ạ. Con trai: Tại sao vậy hả mẹ? Mẹ: Bố con quá kém cỏi. Con trai: Ủa, vậy sao ngay từ đầu mẹ cưới bố con? Mẹ: Hồi đó nếu mẹ không cưới bố con thì mẹ thành gái ế, sợ lắm nên cưới luôn con ạ. Một bệnh nhân đến khám bác sĩ và nói: Tôi cảm thấy như mình đang bị mất trí nhớ. Bác sĩ hỏi: Bạn đã bao giờ quên mất mình là ai chưa? Bệnh nhân trả lời: Không, tôi chưa bao giờ quên mình là ai. Bác sĩ nói: Vậy không có gì phải lo lắng cả. Hôm qua, tôi tình cờ gặp lại người bạn thân lâu ngày không gặp. Điều đầu tiên cô ấy nói khi nhìn thấy tôi là: Sao mày xấu thế? Tôi giận dữ đáp trả: Sao mày dám giành câu nói đó của tao? Tôi hỏi bố tôi: Sao nhà mình nghèo thế hả bố? Bố trả lời: Con phải hỏi ông nội của con. Bà chủ nhà: Khi nào thì ông trả tiền nhà cho tôi? Nhà văn: Ngay khi tôi tìm thấy một ý tưởng hay, tôi sẽ bắt đầu viết sách. Khi nào nhà xuất bản gửi tiền nhuận bút, tôi sẽ trả tiền thuê nhà ngay. Một chàng trai giàu có, kiêu ngạo, tới thành phố nọ chơi. Anh ta bắt taxi và nói với tài xế: Hãy đưa mình tới nơi có mức tiêu tiền nhanh nhất thành phố. Tài xế chở thẳng anh ta tới sở giao dịch chứng khoán. Một nhân viên tới đề nghị sếp tăng lương. Sếp nói với anh ta rằng: Công ty này tuy nhỏ nhưng nhân tài rất nhiều, rất biết cống hiến cho công ty. Cậu có thấy ông già trong phòng tiếp tân không? Ông ấy có cậu con trai là giám đốc, mở một công ty riêng mà vẫn phải đi làm với tôi. Lương chỉ có 7 triệu. Dì vừa quét dọn, vừa lau nhà kia, thì có con trai lái xe Mercedes-Benz. Lương cũng có 7 triệu. Còn cô con gái đánh máy kia, thì gia đình cô ấy có tới 3 căn nhà. Lương có 10 triệu. Mức lương hiện tại của cậu không thấp đâu. Nếu làm tốt, có thể tăng lương thêm. Phải mất một tháng, chàng nhân viên này mới biết sếp mình không nói dối. Ông già trong phòng tiếp tân là cha của sếp. Người dì quét dọn là mẹ của sếp. Còn người đánh máy kia là vợ của sếp. Buổi sáng, tôi mua sữa đậu nành và quẩy. Tôi hỏi ông chủ: Tại sao dầu không tăng giá, bột mì không tăng giá, nhưng quẩy của ông lại tăng giá là sao? Ông chủ quán trả lời với một cách tự tin: Vì lương của mấy cô cậu tăng. Tôi trước đây từng theo đuổi một cô gái, nhưng do nhút nhát nên không dám tỏ tình.
cho đến ngày sinh nhật của cô ấy, tôi mua vòng tay trị giá hơn 10 triệu, rồi liều mạng tặng. Thế nhưng hôm sau cô ấy trả lại vòng tay và nói rằng, bạn trai tôi không cho phép nhận một món quà quá đắt tiền như vậy. Sáng sớm, dậy vội đi làm, vừa bước xuống hai tầng cầu thang, đã nghe thấy tiếng vợ vọng từ trên cao xuống. Anh ơi, quên đồ nè. Tôi lật đật chạy ngược lại lên nhà, hỏi. Anh quên gì thế? Vợ. Anh quên đổ rác nè. Giáo viên, các vật thể thường tồn tại ở ba dạng khí, lỏng, rắn. Minh, em hãy cho cô ví dụ về từng dạng. Minh, thưa cô là xì hơi, nước tiểu, phân. Con trai cứ đòi đi sở thú, nên tôi cũng chiều. Hôm nay trời nóng, tôi và vợ ngồi trong xe bật điều hòa, mát rượi. Thong thả uống nước, thì đến cổng sở thú. Tôi nói với con trai. Con vào sở thú chơi một mình đi, bố và mẹ sẽ đợi con trong xe. Đi xem mắt, tôi hỏi cô gái. Thu nhập của em mỗi tháng như thế nào? Cô gái. Khoảng 30 triệu anh ạ. Tôi. Thu nhập của em còn cao hơn của anh. Làm thế nào để anh quen được em đây? Chỉ cần anh tặng cho em một món quà trị giá 30 triệu là được. Tôi vui mừng khôn xiết, liền tặng cô một món quà trị giá 30 triệu. Quen đúng một tháng thì cô gái đột nhiên biến mất. Hóa ra thu nhập hàng tháng 30 triệu của cô ấy là như thế này. Tôi chỉ biết tự trách bản thân mà thôi. Năm ngoái, bạn gái nói với tôi là, khi nào tóc em dài tới thắt lưng thì em đồng ý cưới anh. Thế nhưng dạo gần đây, tôi phát hiện ra cô ấy lén tôi thỉnh thoảng đi cắt tóc. Vậy là có ý gì cơ chứ? Con trai, sao bố xấu như vậy mà lại lấy được mẹ nhỉ? Ông bố, hồi đó nhờ có một